Xin chào các bạn, và vừa rồi là một số những hiệu ứng ánh sáng mà chiếc đèn có tên là IN360 Palama Pro mà nó có thể mang lại. Và đây chính là một phiên bản cải tiến nâng cấp cực kỳ mới nhất của chiếc đèn IN360 Palama loại thường trước đó đến từ nhà sản xuất Zhongno. Và mình sẽ để một đường link mô tả sản phẩm IN360 Palama loại thường ở phía dưới clip này. Còn trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua và so sánh điểm giống nhau cũng như là khác nhau giữa hai loại đèn này. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào clip nha. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái điểm giống nhau của hai chiếc đèn này trước đã nhá. Hai chiếc đèn này nó giống nhau cực kỳ nhiều đấy. Thứ nhất là về hình dáng, kích thước, khối lượng hay thậm chí là kể cả số lượng bóng đèn, tấm filter lọc màu này hay là cái remote, nó đều giống nhau cả. Chiếc đèn này thì nó có kích thước nó rơi vào khoảng tầm 60cm và cái phần giải bóng đèn này nó có thể lên tới là 40cm. Và chúng ta sử dụng những dòng pin như thế này. Để mình tháo ra các bạn có thể thấy được. Đó. Pin Sony NPF970, đấy là công dụng, đấy là dung lượng lớn nhất, hay là 770, 570. Đó. Và đặc biệt lưu ý là pin nó sẽ không đi kèm đèn các bạn nha. Rồi. Bộ phụ kiện chúng ta sẽ có thêm một chiếc remote này. Đó. Remote có thể cảm ứng và các bạn có thể điều khiển từ xa. Chúng ta có một tấm filter lọc màu vàng nếu như các bạn muốn ánh sáng nó thuần vàng. Đó. Và điểm giống nhau giữa hai chiếc đèn IN360 Palama loại thường và loại Pro là như thế. Nhưng mà trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ muốn nói tới sự khác biệt nổi trội nhất của hai chiếc đèn này. Đó chính là với phiên bản IN360 Palama loại Pro, chúng ta có thể hay rất là ok đúng không nào? Và vừa rồi mình chỉ có búng với lại bấm cho nó vui thôi, còn bí mật thì nó sẽ nằm ở chiếc điện thoại smartphone. Nó như thế này. Đặc biệt, chiếc đèn IN360 Palama Pro này, nó có thể kết nối với điện thoại smartphone thông qua một app ứng dụng có tên là Zhongno. App này thì sẽ giúp cho các bạn có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng, thông số, màu sắc cũng như là nhiệt độ màu RGB trực tiếp vào trên chiếc điện thoại. Và nhiều bạn có đặt ra một câu hỏi là những chiếc đèn IN360 Palama Pro và loại thường thì nó đều có một chiếc remote như thế này. Thì việc chúng ta có thể thay đổi nhiệt độ màu, màu sắc, cường độ ánh sáng thì có thể qua chiếc remote này cũng được chứ sao, đúng không nào? Ok, nó cũng đúng vậy. Nhưng mà đối với chiếc remote này thì các bạn sẽ phải sử dụng pin ngoài. Và với pin ngoài thì mình thấy thì nó cực kỳ nhanh hết pin. Và một điều nữa đó chính là cái phần cảm ứng ở đây này. Đó, nó rất là kém nhạy. Nó không như chiếc điện thoại smartphone của chúng ta. Đây. Còn đối với app ứng dụng Zhongno thì nó sẽ như thế này. Các bạn lưu ý nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ tải một app nó có tên là Zhongno như thế này này. Đó. Sau khi các bạn tải app ứng dụng và bật chiếc đèn thì tự động chiếc đèn của chúng ta nó sẽ link tới chiếc điện thoại smartphone. Và đây các bạn có thể nhìn thấy này, trên app ứng dụng nó đã nhận luôn chiếc đèn IN360 Palama Pro. Và còn phần việc còn lại thì nó vô cùng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bật tắt đèn. Đó. Hay chúng ta điều chỉnh cường độ ánh sáng. Rồi. Hay là nhiệt độ màu. Và cái giải nhiệt độ màu của chiếc đèn này nó từ 5.005 cho tới 3.002. Đó. Và nếu như các bạn muốn màu RGB thì chúng ta sẽ tích vào phần này. Đó. Chúng ta lựa chọn. Các bạn có thể kéo. Đó. Màu đỏ này. Màu xanh này. Đó. Xanh blue này. Đó. Hay là thậm chí chúng ta có thể điều chỉnh ở trên đây. Đó, như các bạn đã nhìn thấy, nó tự động điều chỉnh phần màu RGB theo thông số mà các bạn lia ở phần tròn này. Đó. Đây chính là một điểm nổi bật của chiếc đèn IN360 Palama Pro. Và thêm một điểm nổi bật nữa đó chính là chiếc đèn IN360 Palama Pro này. Nó có thể mô phỏng được 10 kiểu nhạy sáng, 10 kiểu hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Và các kiểu hiệu ứng ánh sáng nó như thế nào thì ok, mình sẽ mô tả ngay sau đây nhé. Và để các bạn có thể sử dụng được chức năng hiệu ứng ánh sáng nhạy sáng này thì các bạn sẽ phải sử dụng đến chiếc remote. Và ở trên phần thân remote ấy, chúng ta sẽ ấn hai nút đồng thời cùng một lúc, đó là CH và nút nguồn. Đến khi ở trên remote nó sẽ hiển thị một thông số đó là F0. Và nó sẽ điều chỉnh được từ F0 cho tới F9. Đấy là các kiểu hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Mình có thể lấy ví dụ cho các bạn nhé. F1,
2 3 4 Nó có tổng cộng là 10 hiệu ứng ánh sáng tất cả. Và với các hiệu ứng này thì tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của các bạn là dùng hiệu ứng nào, hay là muốn ánh sáng nó đặc biệt hay như nào, thì chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng ánh sáng đó. Và vừa rồi là hai đặc điểm nổi bật nhất của chiếc đèn IN360 ba la mã loại Pro và IN360 ba la mã loại thường. Một là chúng ta có thể điều chỉnh được ở trên chiếc điện thoại smartphone. Hai là các bạn có thể thay đổi được nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Và với những sự khác biệt như trên thì chiếc đèn IN360 ba la mã loại Pro này, đặc biệt các bạn có thể ứng dụng vào trong các trường hợp ví dụ như là các bạn có thể quay YouTube này, vlogger này, và đặc biệt là mạng xã hội TikTok bây giờ đang rất là phát triển thì chiếc đèn này cực kỳ có ứng dụng cao. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mua sản phẩm này thì các bạn vui lòng click vào đường link phía bên dưới clip hoặc gọi điện trực tiếp về số hotline bán hàng của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.